Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang muốn set up một dàn karaoke chuyên nghiệp cho không gian gia đình của mình nhưng đang lo lắng về thông số cũng như khả năng phối ghép của nó. Hãy để anh Đức Audio làm điều đó thay bạn. Chúng tôi xin giới thiệu dàn karaoke gia đình DKJ101 giúp bạn có được những giây phút thư giãn giải trí thoải mái nhất tại không gian gia đình của chính mình. Dàn karaoke DKJ101 được chúng tôi phối ghép từ các thiết bị loa JBL Passion 10, loa JBL Passion 12SB, bộ microphonic PH10911, vang số Little Sound FX9MK và cuối cùng đó chính là công suất Little Sound LS26 phối hợp để lắp đặt trong không gian gia đình hay các phòng hát karaoke. Đây chính là một trong những sự kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm chất lượng đến từ những thương hiệu âm thanh danh tiếng nhất. Đầu tiên đó chính là cặp loa JBL Passion 10 sở hữu kiểu dáng vô cùng thời trang và hiện đại, phù hợp với mọi không gian gia đình từ hiện đại hay đến cổ điển. Đây là dòng loa 3 đường tiếng với 5 củ loa bên trong. Củ loa bass 250mm được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng xử lý công suất cao, độ méo thấp và nén công suất tối thiểu. Thêm vào đó là 2 củ loa mid và 2 củ loa treble với kích thước là 76mm. Có chức năng là cung cấp âm cao cũng như là âm trung một cách rõ ràng nhất. Nhờ vậy mà Passion 10 luôn mang tới đầy đủ các giải âm, âm bass đánh lực nhưng vẫn giữ độ trầm ấm, âm trung dày, âm cao sáng mịn và có độ phân tán vô cùng tuyệt vời. JBL Passion 10 hoạt động với công suất 200W đến 600W, đem lại khả năng tái tạo âm thanh mạnh mẽ cho đầy. Bên cạnh đó, loa hoạt động trong dải tần rộng 48Hz đến 18kHz cho âm thanh có khả năng phân tán bao quát không gian. Dù bạn đứng ở bất cứ vị trí nào cũng sẽ nhận được tín hiệu âm thanh phát ra một cách chuẩn xác. Mặt sau của loa được thiết kế cổng thoát hơi, hạn chế được những tạp âm không mong muốn, giảm thiểu 100% độ nhiễu âm, nhiễu sóng cho âm thanh chuẩn xác nhất. Tiếp theo đó chính là loa JBL Passion 12SB, là dòng loa trầm có vẻ ngoài hiện đại, kiểu dáng khỏe khoắn của một thiết bị âm thanh hàng đầu. Bao phủ toàn bề mặt đó chính là lớp sơn vinyl cao cấp, mang lại vẻ ngoài sáng bóng, hình thức sang trọng cho sản phẩm. Được xây dựng là dòng premium dành cho phân khúc karaoke. Với chất lượng tuyệt vời, dòng loa này sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị. Loa bass có kích thước 300mm, có công suất 300W, mạnh mẽ, cung cấp nhiều đầu ra để đưa dàn karaoke lên một tầm cao mới. Hơn nữa, với hệ thống cổng đầu vào là RCA và XLR, loa siêu trầm JBL Passion 12SB đáp ứng được tất cả các hệ thống karaoke hiện nay. Ngoài ra, với tính năng Through Output, bạn có thể dễ dàng kết nối hai hoặc nhiều loa Passion 12SB để tạo ra một hệ thống loa trầm lớn hơn dành cho các phòng có kích thước lớn. Bộ microphonic PH10911 bao gồm 2 micro không dây và một đầu thu sóng vô cùng tiện lợi. Đây là hệ thống micro được thiết kế bổ sung cho dàn karaoke, cung cấp khả năng truyền âm trong, rõ ràng và không bị nhiễu bởi các từ trường từ điện thoại hay là máy tính. Đầu thu micro trở kháng 600 ohm, dài tần 790 đến 830 MHz và tần số âm thanh 40Hz đến 18kHz. Nhờ vậy, người dùng có thể sử dụng và thu được âm thanh một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, với khả năng thu tín hiệu cực tốt, micro có phạm vi phủ sóng ổn định trong khoảng 30 đến 40 mét nhờ khả năng bắt tín hiệu từ xa cùng độ nhạy cao, giúp người dùng có thể thoải mái khi hát hay di chuyển. Hơn nữa, micro PH10911 còn có khả năng chống hú cực cao nên không lo micro bị hú hay rè. Dù sử dụng với bất kỳ mục đích nào thì âm thanh lúc nào cũng cho ra chất lượng trong trẻo, tuyệt đối không bị méo tiếng hay vỡ tiếng như micro thông thường. Little Sound FX9MK sử dụng bộ xử lý chuyển đổi DSB và ADDA 24bit mang lại hiệu suất cao. Với dải tần rộng là 20Hz đến 20kHz cùng tần số lấy mẫu là 48kHz, FX9MK có khả năng phát ra những âm thanh có tần số thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh vượt trội. Được thiết kế gọn nhẹ, tích hợp màn hình LCD giúp hiển thị trực quan đầy đủ thông số khi vang số hoạt động. Bên cạnh đó, FX9MK sở hữu các cổng kết nối bao gồm cổng input VGM và AUX, cổng output, hai đường mix sử dụng dây 6 ly, cổng ra loa của vang số, tích hợp thêm cổng optical cho chất lượng truyền tín hiệu tốt. Với thiết kế nhiều cổng kết nối tiện lợi, FX9MK cho phép bạn tùy chỉnh bằng tay hoặc có thể điều chỉnh thông qua phần mềm trên máy tính.
Cuối cùng đó chính là công suất Litten Sound LS26 có tiếng treble sáng và bay, tiếng bass sâu uy lực giúp cho tiếng ca được mượt mà và đủ âm. Với chất âm vô cùng tuyệt vời của mình, công suất Litten Sound LS26 đã thuyết phục được các chuyên gia âm thanh dù khó tính nhất. Là âm ly hai kênh có công suất tối đa là 500W trên một kênh, giúp khuếch đại tín hiệu âm thanh đưa từ thiết bị phát như mixer ra loa, mang đến hệ thống âm thanh với chất lượng tuyệt vời. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu các thông số cũng như là tính năng của dàn karaoke gia đình DKJ101 rồi đúng không ạ? Và bây giờ để tất cả các bạn đưa ra những ý kiến khách quan và chính xác nhất, bây giờ tôi sẽ thử dàn âm thanh này như thế nào nhé. Với 44.500.000 đồng, các bạn đã sở hữu dàn karaoke gia đình DKJ101. Khi mua dàn karaoke này tại Anh Đức Audio, các bạn sẽ nhận được những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Nếu muốn setup ngay một dàn karaoke chất lượng cực hay, hãy đến ngay Anh Đức Audio để được tư vấn đầy đủ hơn nhé. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng với giá thành tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào.